những ngày dịch bệnh khó khăn vẫn đang tiếp diễn, cuộc sống có đôi phần xáo trộn nhưng cũng không thể làm mờ đi những điều vô cùng đẹp đẽ, tình thương giữa người với người. Tại một khu cách ly bệnh viện, khi mà chúng ta cùng nhau chung vai chống lại sức ảnh hưởng của bệnh tật mới thấy rõ thứ tình cảm chân quý đó. Một buổi chiều hửng nắng sau vài ngày mưa rét, hành lang khu cách ly 3 tầng của Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội tại Văn Phú, quận Hà Đông không một bóng người. Những tấm biển khu vực giới hạn khiến bất kỳ ai bước tới đều có phần lo lắng. Nhưng đâu đó, có tiếng cười nói vang ra từ các căn phòng. Một bác sĩ mặc đồ bảo hộ màu xanh xuất hiện ở hành lang, rồi tiếng bước chân dồn dập chạy qua. Em ở phòng 610 xuống khu trung gian nhận đồ ăn, tiếng gọi nhau mượn quyển sách hay máy tính vang lên, phá tan đi bầu không khí lặng lẽ. 15 giờ chiều, như thường lệ, từ tầng 4 bệnh viện, các y bác sĩ lại chuẩn bị đến các phòng kiểm tra sức khỏe cho người cách ly. Có cửa căn phòng đầu tiên của tầng 5, nữ bác sĩ hô to, "Các em ơi, chị đến kiểm tra nhiệt độ sức khỏe." Từ phía trong, Trần Đức Thắng, du học sinh 28 tuổi và người em cùng phòng nhanh nhẹn ra mở cửa, mặt đeo khẩu trang nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt là thấy các anh đang cười rất vui, nhớ khi vừa xuống sân bay Nội Bài rồi được đưa ngay về bệnh viện. Thắng không khỏi lo lắng vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Dù đã xác định về nước là bắt buộc phải cách ly, ở khu cách ly được hơn một tuần, ít được đi lại, tiếp xúc với mọi người nhưng mình vẫn cảm thấy thoải mái. Bố mẹ ở Hải Phòng thỉnh thoảng cũng đến thăm nên cảm giác an toàn hơn so với bên kia rất nhiều, Thắng chia sẻ. Chàng sinh viên vốn quen với cuộc sống tự lập nơi đất khách nên khi được phục vụ tận tình mà anh ví rằng như đi nghỉ dưỡng, khiến cho những ngày đầu anh có chút không quen. Thắng đặc biệt ấn tượng với các anh chị y bác sĩ. Họ đều mặc đồ bảo hộ che kín nên anh vẫn chưa biết hết mặt của từng người. Ngày hai lượt, được các bác sĩ lên thăm khám đo nhiệt độ. Qua sự quan tâm chăm sóc chu đáo, anh lại càng thấy yên tâm hơn. Mỗi lần lên thấy các bạn vẫn còn ngáy ngủ, các bác sĩ thường trêu, ngủ ít thôi không tuổi thọ lại ngắn đi. Hoặc là có những lúc, các bạn đi tắm không kịp ra để đo nhiệt độ, liền bị các chị mắng. Tắm ít thôi, lần nào lên cũng thấy các em tắm, tắm nhiều lại nhạt thịt. Thắng chia sẻ, mọi người sống trong khu cách ly rất tình cảm, chia nhau những thực phẩm tiếp tế từ gia đình, kết bạn qua Facebook và lập hẳn một tổ dân phố online trong khu cách ly để hỗ trợ, động viên lẫn nhau. Khi ai đó hết thời gian cách ly, phải chia tay ra về thì cảm giác như tạm biệt một người thân. Ngồi đăm chiêu trên hàng ghế ngoài hành lang, Nguyễn Việt Nam, 22 tuổi, du học sinh từ Daegu, Hàn Quốc, vẫn không tin mình có thể trở về nước và thoải mái lướt mạng theo dõi tin tức hàng ngày ở tâm dịch Hàn Quốc. Nam theo học ngành kinh doanh tại Đại học Daegu, trường học lùi lịch khai giảng, bố mẹ liên tục gọi điện giục về nên Nam quyết định trở về nước. Dáng người cao lớn, chàng trai đến từ Bắc Giang đứng lên ngồi xuống liên tục. Ở trong phòng lâu khiến cơ thể rệu rã nên em ra đây hóng gió, vận động một chút. Ăn uống được hỗ trợ miễn phí, muốn mua thêm gì thì gọi shipper và nhờ các anh chị bác sĩ nhận hộ. Anh em trong này đều vui vẻ, người từ khắp nơi đổ về mà coi nhau như gia đình. Ở đây vài ngày, em còn gặp cả đồng hương, có người học cùng trường nữa. Nam vui vẻ kể, thấy y bác sĩ ngày đêm túc trực thăm khám sức khỏe, các chị nhà bếp thức khuya dậy sớm lo cơm nước, nhiều người xúc động lắm. Mọi người bảo nhau chú ý giữ gìn vệ sinh phòng ở, bỏ rác đúng nơi quy định để các anh chị đỡ vất vả. Ở khu tập trung là vậy, những trường hợp cách ly tại nhà cũng được chăm sóc đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Tâm sự của bạn Kim Chi, nhà mình ở Thụy Khuê, không phải thuộc phố bị cách ly nhưng vẫn được phát rau miễn phí. Đây là tư nhân không phải nhà nước nhưng trân quý tấm lòng của họ. Vì vẫn nhớ sáng hai hôm trước cô giúp việc bà xuống mua rau lúc 7 giờ sáng mà chẳng còn gì để mua. Còn ở khu phố Châu Long bị cách ly, nhà nước phát rau, thịt, cá chẳng thiếu thứ gì. Cảm ơn Đảng và nhà nước rất quan tâm đến dân. Tôi yêu Việt Nam rất nhiều. Rất nhiều những khu cách ly khác nữa, người cách ly luôn được quan tâm chăm sóc tận tình và chu đáo. Vậy mới nói, chỉ khi khó khăn, người ta mới thấy được tình cảm giữa người với người chân quý như thế nào.